thì họ kiểu như dân họ thích coi tự nhiên. Đúng rồi. Còn họ thích mà coi dạng phim thì họ coi phim điện ảnh luôn, hiểu không? Tao đâu biết mày quay gì, nhưng tao thích tao xem mày nói gì. Vì nó họ không biết là nó chuẩn bị sẽ nói cái gì hay là nội dung nó như nào đây nè. Họ cứ phải coi thử như thế nào, hay hay dở hơn là buồn cười thì sao họ cũng muốn phải coi. Đúng rồi. Nói thiệt, đa số mà người mà đuổi rất dốc. Đu leo tới đỉnh. Đúng chất leo núi luôn. Ý là mình không xác định được cái chỗ mình à đi. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang leo núi Lửa Cà Rông Nô. Như các bạn thấy
núi rất là dốc. Mình đang thở rất là hổn hển luôn. Núi này không được cao cho lắm, nhưng nó rất là dốc. Nó dốc rất là dốc các bạn. Mình cũng không biết bao nhiêu độ nữa. Nhưng mà tôi chuẩn bị cho các bạn xem bên trong lòng núi lửa có cái gì. Tôi sẽ cho các bạn xem. Đây là lòng núi lửa các bạn ạ. Trời ơi. Từ nhỏ đến giờ mình mới biết cái núi lửa trong lòng núi lửa này. Cũng rất là nhiều cây. Cũng không biết bên trong này có cái gì bên trong. Nhưng mà mình tin chắc rằng có rất nhiều cây lớn. Tí nữa mình sẽ cho Flycam bay xuống dưới và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cái trong lòng núi lửa. Bây giờ mình cùng một ông anh và một bà chị và một ông anh nữa, là tổng cộng hai ông anh và một bà chị sẽ tiến hành là đi vào giữa lòng hang của cái núi lửa này. Thì ông anh mình đang sợ là lỡ may cái hang này không kích hoạt thì sao. Thì câu trả lời là kích hoạt thì chết chứ sao. Trời ơi, lỡ mà kích hoạt cái lửa thì chạy có kịp không? Kịp chứ, nó rung động trước chứ. Rung động kích hoạt thì nó phải rung động trước đã. Nó rung động thì nó mới kích hoạt được. Trời đã khuyến giò, chân tay lẫn lộn không biết rồi. Trời ơi, dốc quá. Dốc lắm á. Chủ này là không chậm được này. Ngồi thôi. Các bạn không thấy là mình đang xuống hang núi nữa. Các bạn thấy bước chân của mình đó, nó rất là dốc. Đây là ui,
thực sự là rất là dốc. Nhưng mà nếu mà ở đây có tre thì chắc chắn có dúi. Dúi nó thường hay ăn rễ tre và măng. Rất kính rồi. Được không? Cứ lết đít nha. Nếu mà té là cứ bỏ đít xuống nha. Kinh nghiệm. Chỗ này dốc lắm rồi. Chắc có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm đi ra. Dưới này rất là dốc. Nói thật với các bạn là rất là dốc. Rất là dốc. Tôi đang đi theo viền của cái núi lửa này. Và cái này cũng có đường mòn rồi. Chắc hẳn là có người dân nào đó, người ta đã đi được con đường này nhiều thì mới có được cái con đường mòn này. Nhưng mà bây giờ cỏ nó cũng đã mọc rồi. Sau những ngày mưa cỏ lên cũng khá, cũng hơi xanh xanh rồi các bạn. Đây thôi đã, dần dần đi tiến được chắc 1/5. Ui, cái độ sâu của ghe. Các bạn xem đây, chiều sâu của nó này, nó rất là dốc. Cũng đất dâm xuống luôn, dốc quá. Con nó dốc chắc dân này cũng đi quằn quằn ở cái miệng thôi chứ không dám xuống, đất có đường đi nữa hả. Chắc dân ở đây họ cũng sợ, họ không dám xuống hết rồi hả. Nếu mà đáng lẽ mình xuống đây mình phải mang theo dao phát thì khả năng mình mới xuống được. Dân này chắc họ cũng hiếp xuống này lắm nên là không có. Có nhưng mà chắc hiếm, chắc chỉ có bà săn bắn rồi bắt săn thú thằng. Sâu quá. Chỗ này là thẳng đứng này. Thẳng quá. Thẳng phóc luôn. Có đường mòn mòn như mới nãy là mình xuống thoải mái thôi. Ui, hình như có cây thanh long. Cây thanh long á? Ờ. Hay cây lang. Hay cây lang ra. Phía xa kia kìa. Nào. Nó chỉ ra giống cây thanh long kia ta. Đâu, cái bố bám trên cái cây à? Ờ. Cái dây rừng chứ, cây. Ừ. Dây đó là dây rừng. Giờ lăn xuống rồi. Giờ dốc lắm, xuống đang sợ. Xuống dốc thì ít mệt nhưng mà lại mỏi giò. Thì phải dùng trì chân lại. Này cái này có thể mấy cây lắm ơi. Còn có cây sống. Em là về là chân là xước hết rồi kìa, cỏ đó. Đừng hù chị, đừng hù chị. Ơi có phải ngoài chỗ đang kia. Bữa nay không có công ty nào bao mình hát karaoke. Bữa anh nói nó kêu cực chơi chẳng đã giúp mới đi chứ anh không thích đi ba đó. Mình đâu có thích hát đâu. Hả? Đi nhanh vậy. Thank you.
mua tại miệng núi lửa luôn, bán cỡ ra đấu giá luôn. Đây Trung, đây gọi là bò núi chứ leo. Em không có xuống được, sợ chết được. Cứ từ từ. Hôm nay đang là đi bò núi. Không, mình phải đi cái đường kia, cái khách này. Nó rất là thì em đi xuyên qua. Đá núi lửa đây là thường thường họ nuôi cá là họ lấy về họ bỏ trong bể cá. À, nó là em biết sao, nó có oxy, là nó tạo được oxy cho cá nó sống.